Thư sư một người xuất gia thì phải được sự đồng ý của cha mẹ. Vậy xuất gia gieo duyên thì có cần cho sự cho phép của cha mẹ không? Vẫn cần như gì? Tại vì theo Phật giáo không có khái niệm xuất gia gieo duyên. Thì đúng Phật giáo chính thống không có khái niệm xuất gia gieo duyên cho nên là dù cho quý vị xuất gia 7 ngày hay thậm chí là một ngày thì vẫn là một vị sư chính thức của phật giáo nó không có cái chuyện xuất gia giao duyên ở đây cho nên là dù cho quý vị xuất gia ngắn hạn hay dài hạn thì vẫn phải được sự đồng ý của cha mẹ